Đó, Quỳnh nghe Gia Lai là trở lại với quý anh chị trong một video mới. Em đang đứng tại thị trấn Chư Bứ nha quý anh chị. Từ đây ra ngoài trung tâm chợ thị trấn của Nhân Hòa Chư Bứ là 1 km ạ. Kính thưa quý anh chị, em xin giới thiệu đến quý anh chị một cái sản phẩm lô đất 130m mặt đường bê tông. Bề sâu của nó là 60m nha quý anh chị. Ở đây là có 200m thổ cư ạ. Trên đất hiện nay thì đang có tiêu và cà phê thu hoạch rất là đẹp nha quý anh chị. Kính thưa quý anh chị, từ đây xuống dưới kia thì là cũng là cái view cảnh điện gió, đồi núi. Ở trên đất thì tiêu và cà phê đang cho thu hoạch rất là đẹp ạ. Hiện mặt đường bê tông này là 130m. Từ đây ra ngoài quốc lộ 14 chỉ có 50m thôi nha quý anh chị. Chỉ có 50m thôi ạ, mặt đường bê tông hết ạ. Ngay từ đây ra ngoài trung tâm thị trấn thì chỉ có 1 km thôi nha anh chị. Đây là cái con đường đi giữa vườn của chúng ta này. Hiện trên đất ở đây á thì có khoảng là 700 cây cà phê đang cho thu hoạch, 500 tiêu đang cho thu hoạch. Dàn cây cà phê tơ như quý anh chị, rất đều và đẹp. Quý anh chị xem tổng thể của cái vườn này. Ở đây đã có đường điện 3 pha này, giếng nước mênh mông rồi quý anh chị. Quý anh chị nhìn thấy không? Cây tiêu này, cà phê này, ở đây rất là đẹp này. Ở đây là giếng nước của gia chủ nha quý anh chị. Cái lô rẫy này á thì hiện ở trung tâm Chư Bứ nha quý anh chị. Có thể cắt lô đất nhà ở làm nhà yến. Ở lô này thì đường đi rất là thuận tiện, ra ngoài quốc lộ 14 thì chỉ có 50m. Và có 200m thổ cư nha quý anh chị. Giá nhà chủ giao cho là 2 tỷ 300 triệu ạ. Ở nơi đây thì về thành phố Hồ Chí Minh thì khoảng 500m ạ, 500 km ạ. Về Đắk Lắk thì khoảng 150 km. Từ thành phố Pleiku về đây thì khoảng là 60 km ạ. Quý anh chị có nhu cầu quan tâm đến cái lô rẫy này thì xin liên hệ đến kênh Nhà Đất Quỳnh Nga Gia Lai qua số điện thoại trên màn hình là 0966 579123. Kính thưa quý anh chị, cái lô rẫy này là nằm ngay trung tâm dân cư. Dân cư ở đây rất là quý thị xem trước mắt của lô đất là một căn nhà đẹp đường bê tông. Ở phía trước mặt của chúng ta là ngoài quốc lộ 14, xa xa kia là những cái biệt thự ở ngoài quốc lộ 14. Đây chợ đó quý anh chị. Lô đất của chúng ta trải dài trên mặt đường bê tông là 130m. Quý vị quan tâm đến lô đất xin liên hệ đến kênh Nhà Đất Quỳnh Nga Gia Lai qua số điện thoại 0966 579123. Hẹn gặp lại quý anh chị trong video mới nhất nhé.